Kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 2013. Chúng tôi đang quay tại tầng 1 của đồ gỗ Đức Hiền. Và chúng tôi đang quay là bức tranh Vinh Hoa Phú Quý, Tứ Quý Phát Tài bằng gỗ mun hoa mun sọc với kích thước là 87 nhân với 1m98. Với những đường nét thật là tinh xảo. Phần trung tâm là đôi chim công với hoa phù dung biểu tượng cho vinh hoa phú quý. Và xung quanh là những đàn chim đang bay lượn, những chim đôi chim đang ấp nhau, rồi những con chim các tư thế khác nhau. Và với các cái cây trúc, cây mai, rồi hoa sen. Với cái vân đặc sắc như thế này, chúng tôi đề nghị khách hàng dùng mộc để tránh lẫn với hàng giả là hàng vẽ vân. Để có thể xem. Có những con chim chui rúc từ dưới lên. Và những cái cành cây nó bong ra. Và yêu cầu thành phẩm là hàng gỗ mun mượt mà nguyên vân gỗ. Và các cái chi tiết nó như là được dán vào, những con chim như bay từ trong ra. Nhưng thực chất là hoàn toàn là liền, không dán ghép một điểm nào. Đấy, quý khách có thể thấy những cái đường vân, những vệt vân trắng là đi qua luôn. Đồ gỗ Đức Hiền xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách. Có thể truy cập vào đồ gỗ đức hiền.com để thấy toàn bộ các cái sản phẩm của đồ gỗ Đức Hiền, hoặc gọi điện thoại trực tiếp đến chủ nhân của hãng là kỹ sư Đức, số 0984 666 999. Đức Hiền xin cảm ơn.